Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món bún đậu mắm tôm. Để làm món bún đậu mắm tôm thì các bạn chuẩn bị cho mình bún khoảng 300g bún, 100g giò, 300g đậu sống. Để mình sẽ đem đi chiên phần đậu này lên và mắm tôm không thể thiếu các bạn ạ. Bạn dùng cho mình mắm tôm nhé. Và các nguyên liệu nữa để mình ăn kèm với món bún đậu mắm tôm là ít rau sống, chanh, quả và các bạn cho mình một củ hành thơm nhé. Mình phi thơm lên ớt, 1 đến 2 quả ớt. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế cái phần đậu này trước. Rau thì mình đi rửa sạch nhé. Mình sẽ thái đậu ra để mình đem đi chiên. Hành các bạn làm băm ra cho mình để mình đem đi phi với dầu lên để cho vào bát mắm tôm ấy để cho nó thơm nhé. Ớt các bạn sẽ cắt nhỏ ra cho mình nhé. Bạn chuẩn bị cho mình một cái bát này để mình sẽ cho phần mắm tôm ra nhé. Mắm tôm thì các bạn sẽ cho mình 2 thìa mắm tôm. Các bạn cho mình 2 thìa này mắm tôm nhé. Các bạn cho mình khoảng độ 1/3 thìa đường này và bột ngọt nữa nhé. Chút bột ngọt nữa. Mình cho vào đây 1 thìa rượu trắng các bạn nhé. Các bạn cho mình 1/2 quả này cốt chanh nhé. Nhớ là cái phần hạt các bạn loại bỏ đi cho mình. Khoảng 2 thìa cốt chanh nhé. 1/2 quả chanh này là được 2 thìa cốt các bạn ạ. Mình đánh tan cái hỗn hợp đường muối, đường bột ngọt, rượu và mắm tôm đi. Các bạn sẽ cho mình phần ớt này vào nhé. Mình sẽ đánh để cho nó lên cái bọt này các bạn ạ. Cho mắm tôm nó chín nhé. Và sau đó thì mình sẽ chờ để mình phi hành thơm nữa cho vào đây nữa là sẽ được bát mắm tôm thôi. Đây ạ, các bạn là cho mình là chảo dầu lên bếp nhé. Thì đầu dầu sôi lên thì các bạn sẽ cho đậu vào nhé. Thank you.
Khi đậu đã vàng lên rồi thì các bạn là sẽ gấp ra đĩa cho mình. Đấy. Cứ vàng hết cả hai mặt như thế này là được. Khi đã gấp hết đậu rồi thì các bạn sẽ cho mình phần hành vào để mình phi thơm lên nhé. Phi thơm lên sau đó thì mình sẽ cho luôn vào bát mắm tôm ạ. Cần một ít dầu cũng phải có thì mình ăn cũng đấy nha. Nên là rồi khi hành thơm thì các bạn sẽ cho vào bát mắm tôm cho mình nhé. Khi mình đã phi khô được hành rồi các bạn nhé, các bạn sẽ cho vào bát mắm tôm cho mình. Rồi mình sẽ trộn đều bên này lên nhé. Rất chi là ngon rồi ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã được bát bún đậu mắm tôm rồi đấy ạ. Đây các bạn chuẩn bị cho mình một cái khay như thế này nhé, để mình sẽ cho rau sống vào để đặt lên trên ấy, thì khi chúng ta ăn nó có cả rau sống luôn nhé. Chanh nếu mà bạn nào muốn kèm thêm. Đây ạ, mình cho đĩa bún đậu vào giữa là có thể ăn được rồi ạ. Thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ là bún đậu mắm tôm rất chi là đơn giản mà lại ngon. Chỉ gồm có 300g đậu, 300g bún và 100g giò các bạn nhé. Và ít rau sống, mắm tôm, đường, bột ngọt và rượu ăn, ít dầu ăn và ít hành thơm là các bạn đã có được món ăn ngon như thế này rồi. Và không thể thiếu là chanh ớt nữa ạ. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon, món ăn truyền thống các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình.